Xin chào mọi người, hôm nay Linh Sara đang ở nhà hàng Boma ở trong Angsana Lăng Cô. Và hôm nay có một cái challenge rất là đặc biệt luôn. Mọi người lát nữa sẽ thấy nha, rất là kinh khủng luôn. Menu tại nhà hàng có một món rất là đặc biệt, đó chính là thử thách ăn hết một chiếc hamburger giá 3,5 triệu hoặc là free. Bên trong nó có 2 kg thịt bò này, nửa ký phô mai, cà chua, rau xanh, dưa món, dưa leo và sốt mayonnaise, ăn kèm khoai tây chiên và một ly bia tươi hoặc một thức uống có ga. Và trong vòng 1 tiếng phải ăn hết, không ăn cùng người khác. Nếu như mà ăn hết trong vòng 1 tiếng sẽ được free. Wow, mời cô dám thử không ạ? So, vậy anh có muốn ăn thử cái này hết luôn không? Ừ, ăn thử. Không ăn hết thì sao? Không hết thì trả 3,5 triệu. Sặc máu. Rồi, em nghĩ nó sao? Nghĩ nó siêu to, khổng lồ. Nhưng mà một cái bánh mì và hai ký thịt là sao? Ê, thế đây lại để là trong một cái bánh mì tròn. Em nghĩ chắc nó sẽ là một cái kiểu hamburger ấy. Thịt xay. Không biết. Thịt xay 2 kg. Hạ vào nửa ký cát. Và nửa ký cát thảy lên. Rồi dưa, rồi mayonnaise, rồi cà chua, rồi các thứ. Rất là tò mò, không biết là cái hình dáng ở bên trong như nào. 25 chắc khoảng. Không, phải hơn nó nhiều. Cái này ăn được. Nó phải làm sao á mà người ta không ăn được. Đúng không? Nó phải thu 3,5 triệu. 3,5 triệu hoặc là free. Thì nếu mà ai cũng ăn được là được ăn miễn phí. Rồi nó sập tiệm luôn. Đúng không? Hai cái thịt. Ăn nổi không? Không. Giờ chồng nghĩ sao nào? Có ăn hết được cái này không? To hơn cái đầu anh nữa. To hơn anh luôn đấy. Mình sẽ làm một cái burger khổng lồ. Mình một người ăn trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà sẽ chế bài burger này mình sẽ nhiều người ăn toàn bữa ăn này luôn. Bây giờ có thể ăn được cái bọc cái đồng hồ của mình. Dạ. Dạ. Siêu ngon. Ngoài cái bánh mì. Chắc chết quá. Sao rồi? Ăn sắp hết chưa nào? Wow. Hết rồi nè. Anh thấy mình giỏi không? Siêu giỏi. Nhưng mà hình như là còn nguyên 3/4 nữa. Thôi bây giờ bởi với ba mẹ phụ đi á. Phụ chắc bây giờ mình trả 3,5 triệu. Ok. Ngon không ba? Mẹ ngon mẹ. Wow. cuộc là cả nhà ăn cũng khá là hết đó, chưa ăn mới cũng không có nhiều lắm nhưng mà đã thua rồi thì bây giờ phải trả tiền thôi, nhưng mà nó rất là đáng. Một cái hộp bánh mì hamburger rất là ngon luôn. Nếu ai nghĩ là mình có thể ăn được cái hamburger đó trong vòng 1 tiếng, hãy qua Mum Ba ở Angsana Lăng Cô để thử nghiệm, trải nghiệm nha. Bye bye.